trời ơi, con chó dễ thương ghê luôn. Chị Bách Ba, chị thấy con kim cương của em chưa? Nè, kim cương của em nè. Kim cương của mèo gì nhìn xấu xí quá à. Trời ơi, con này tên kim cương đẹp vậy mà chị Bách Ba chê. Ăn xương thì còn đó, đúng rồi, thấy nó ngon chưa? Nè, chó mà ăn xương nữa. Ê, chị Bách Ba. Con chó này của chị tên là Lucis. À, tên là Lucis. Mèo phải xì cho nó dài ra. Lucis, chị không? Là phải... Sao đặt cái tên gì khó kêu quá vậy? Thôi chị thích cái tên nó lắm á. Ủa? Tên này dễ thương mà. Mà con chó này sao có giống nọ chị Anh Nam, nhìn nó lạ lạ sao á. Đâu có gì đâu lạ, dễ thương mà niễn niễn có đâu đó. Sao cái đầu nó niễn mà da nó xanh chành vậy, nó bị gì vậy chị Anh Nam? Không, trời ơi, chó chị là không phải là da xanh. Mèo nhìn kỹ đi. Thì nè, nó bị da xanh nè. Cái này là bộ giáp của nó đó mèo. Bộ giáp? Ừ. Con chó là gì có giáp? Có chứ, giáp chó. Giáp chó hả? Ừ. Đâu? Đâu em nó cứ lộn giáp. Xuống rồi. Cái đó là bạn của chị. Thôi em lỡ đánh á. Không, không nên. Chị lột bộ giáp cho nó cho coi thử chị Anh Nam. Lột ra hả? Ờ cho coi thử đi. Cho coi mới tin phải không? Cho coi mới tin chứ chị. Đây. Đấy nè. Đó. Mèo nhìn đi. Ôi. Con chó đàng hoàng. Con chó nè. Vậy em cho chó lộn thử coi. Cái gì kỳ vậy? Em mượn thôi nha. Ôi trời. Đẹp quá. Thôi cho em luôn đi nha. Ủa gì kỳ vậy? Tại chó em còn đẹp hơn chó của chị nè, thấy chưa? Còn đẹp quá trời luôn, cho em đi nha. Rồi về đây luôn. Cái cướp. Cái cướp về. Cái kỳ quá. Thôi không được. Thôi giờ để mèo trả cho chị đi, chị làm cho mèo bộ khác ha. Thề đi. Nhâm. Thề luôn. Hứa rồi thì tính. Rồi hứa thì tính luôn à. Hứa thì tính nó trả nha. Làm cho em bộ giáp mới đi. Thích bộ giáp đúng không? Thích bộ giáp này không? À, đúng rồi, cho chó. Để chị lấy cho. Rồi. Heo nè, mèo mặc vô đi. Chị Bách Ba đứng đây đi. Ôi. Chị nhìn từ đằng xa chị đố chị con chó nào của chị, chó nào của em. Chết cha, nhìn gì sao biết? Ờ đúng rồi, chị sao biết? Đúng không? Đứng lên nha. Chị Bách Ba. Gì? Con chó em rồi, con chó. Chị đưa em cái bộ giáp con ngựa sao em vẫn cho nó. Ôi trời. Cái giáp con chó. Thôi vậy trả đi. Cái giáp con ngựa. Thì để chị làm giáp khác. Trời, con ngựa nó bự lắm mà sao mà trời cái đầu con chó được. Nó hơi rộng phải không? Nó rộng. Nó không phải là hơi, nó là quá rộng luôn á. Trời, rộng quá. Con chó cầm cầm cái móng ngựa thôi rồi chị đưa nguyên bộ giáp ngựa cho nó. Ok, giờ chị sẽ chế tạo cho mèo một bộ giáp nha. Đúng rồi đó. Dễ chế lắm. Trời ơi nè đó, tạt tạt đó chưa. Nè, chế 3 viên kim cương bên đây, 1 viên chín rưỡi, 2 viên. Là mình vẽ cho cầm con chó đúng không? Đúng rồi. Rồi được đó, bộ giáp kim cương cho chó. Trời ơi, giáp chó đó. Trời giáp. Giáp kim cương cho con chó, cho là giáp chó. Ủa để con gì? Con chó con Lucy gì của chị? Trời ơi, con Lucis. Chị nó ở trùng mấy giờ? Cho nó mặc vô đẹp chưa? Thôi đi chơi. Đi đi nè Lucis. Ai cha? Chị Bách Ba, chị đặt tên nó tên tiếng Việt để cho dễ kêu. Chị Bách Ba có đang kêu nó cứ muốn dập hết cả nước bọt ra ngoài luôn. Ờ. Kêu vậy cho nó đọc, cho nó lạ. Lucis. Kêu vậy người ta mới biết đó là con chó. Chứ kêu tên người ta không biết chó. Trời đất ơi. Kêu kim cương người ta đâu có biết là chó. Nè, chó kim cương. Không vậy, như chị nè kêu cái Lucis. Tại cái biết cái tên đó là tên một con chó, dạ, mẹ biết không? Chị đi xa, chị kêu nó thử đi là gần thôi chị. Lucis. Kiss. Đó, thấy chưa? Chị cần mẹ xì cái là biết liền. Ủa, trời ơi, nhà chị sao có nhiều bông quá vậy? Ủa, trời ơi, bông chị trồng mà, đẹp chưa? Lấy cái này không chị? Nhà em trồng, trời nhà em có năm thiếu bông quá trời luôn. Ở nhà mày có nguyên vườn bên hông đó mà. Không, nhưng mà em thấy thích mấy bông này hơn. Ôi, hồi chị mời đừng có dành bông chị, em muốn ăn cái ai. Đồ ăn không cho con chó em ăn chứ nó đói quá, tội nghiệp nó chị Bách Ba. Chó mèo hả? À, con chó của em nè. Thì mèo chó nó ăn bông này nè. Trời ơi, chó ăn xuống, đời nào ăn bông. Ăn rồi. Vậy là chó mèo không có viết cho chó mèo chó phường Bắc. Nhìn chó chị nè, mèo ăn nha. Thôi, ngộ đầu thực phẩm nó chết. Không có. Mèo chó nó ăn bông đi, nó sẽ trưởng thành đó. Nó sẽ có một cái sức mạnh rất là hùng mạnh. Sức mạnh nữa hả? Ăn bông có sức mạnh hả? Đó, ăn bông. Sao? Có con chó ngoài đời đó, hồi đó em có nuôi con chó nó ăn bông xong hồi nó ói quá trời luôn á. Con chó này nó ăn bông nó sẽ bắn ra đạn. Ăn bông sao bắn ra đạn được? Không tin. Bông này á nó sẽ có cái gì? Nó sẽ phun ra hạt. Bộ bông này chỉ trồng trong cái dưa hay cái gì mà có hạt vậy? Đó, bông nó sẽ có cái hạt trồng chẳng hạn như bông hướng dương.
có hạt hướng mèo. Ơ hướng dương có hạt hướng dương hả? Ừ. Là bức hạt hướng dương cho chó ăn đâu ăn hay. Nhưng mà đặc biệt như bóng hướng dương nó có ăn không chị không biết nha. Đâu. Đó. Ủa đâu đâu ăn bóng hướng dương đâu nè. Nè chị... nó đâu chịu ăn bóng hướng dương có ăn đâu chị thấy không? Không không bóng hướng dương mà nó ăn mấy cái bóng này nè, bóng bông gì ta, bông ăn tốt. Ờ bộ công anh đi, bộ công anh. Bộ công anh hả? Dạ tốt hả? Đó. Đi ra coi kim cương. Trời bóng hướng dương ra là nó không ăn. Đâu rồi. Nó lì đó. Thấy chưa? Kia kim cương nó không biết nó là chó. Mèo đừng có đặt Lucky. Ra đây coi. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó đi luôn rồi, nó đi luôn. Nó đi luôn. Đây nhìn kỹ nha. Tao. Lucky. Đi ăn đập thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không bên đâu. Trời ơi. Chị nói rồi. Tên này nó không biết đâu. Thôi. Kể gì. Tao chỉ muốn ra cho chó chị em bông thử. Nè. Nhanh nha, tập trung vô. Chị đã bưng nó lên nè, cho nó ăn nghèo là mình có thể cầm nó lên tay luôn vậy nè. Cầm nó lên tay luôn hả? Ừ, cho mèo có thể làm như này. Ôi, nó bắt nó kìa. Đúng rồi, cho nó ăn ít quá mèo ơi. Ủa, là phải cho nó ăn nhiều luôn hả? Ừ. Ăn nhiều vô. Ủa, sao mình cho nó được nè. Mọi phổ đá đừng đứng canh đi con. Con Lusky của chị. Lusky xì. Ôi, cây quá hả? Ôi, cây. Đó, thấy chưa? Cắn em. Để cho nó hồi xuống đây, cây chó quen. Bạn, cái đó là bạn chị. Ủa nè, con chó, ơi con chó em. Ờ, nó vô lên nó cắn chó của chị. Phải không? Ờ, chó của chị lại cắn em. Nè, đâu, ngồi xuống đi con. Ngồi xuống bình tĩnh, con bình tĩnh. Để đây chị thả cái con, chị xuống một cái. Thả xuống. Ngồi xuống. Chó bình tĩnh. Đây chờ nó không xuống rồi. Ơ, nó sao không chịu ngồi vậy? Ê, nó cắn. Rồi. Đi xuống chung dữ quá vậy nè. Ủa chị Bánh Na. Sao mà? Ông nào ăn cũng được luôn. Ôi, nó dễ ăn lắm á, chỉ cái bông hương dương là không ăn thôi. Đi rồi, ngồi xuống coi. Bông nào nó ăn cũng được hết, ăn nhiều đi. Ăn nhiều vô, ăn nhiều vô. Đúng rồi nè. Trời ơi, hả nó ăn vừa hết cái bông mình cầm trên tay là nó nhảy lên liền luôn. Chị Bánh ơi, đâu. Hình như bông nào nó cũng ăn hết trơn mà chỉ có một loại bông mà có đạn thôi, là cái bông vàng vàng này nè. À, bông vàng mới ra đạn, còn bông mấy màu kia là không có đạn thôi. Ừ, đúng rồi á. Vậy là mấy cái bông này không có hộp. Dạ, chỉ có cái bông màu vàng này mới có hộp thôi. Bông vàng để cho chó tôi ăn. À, mày nhanh quá. Em sẽ bắn chị Bánh Na. Ôi, chưa chan. Đố quá trời. Bánh Na có bông vàng này luôn nè. Ôi, chị lấy trước, Mình cho nó ăn nhiều vậy đó. Rồi hồi đem nó đi xuống bắt rồi em đợi. Bắt rồi em đợi, chết rồi chị Bánh Na. Bắt rồi em đợi, chắc nó lạnh không mẹ ơi. Ê, nếu mà ăn đồng em đợi, mình thấy nó ăn thiệt là nhiều không mẹ ơi. Mà chắc nhiều lắm. Biết sao không? Sao? Nó sẽ bắn ra lửa. Bắn ra lửa? Ừ. Ủa, bắn ra lửa được luôn hả? Được, nếu mèo cho nó ăn nhiều nó sẽ bắn ra lửa đó. Ôi, nhiều vậy luôn. Đây, em cho chó kêu ăn mới được. Đâu, chó em ăn không nhẹ hả? Trời ơi. Ăn nhiều vô. Mày phun vào lửa đi, nó phun vào lửa được rồi mày có hơn các con rồi ăn đợi rồi. Trời ơi, để chị cũng ráng lấy bông nhiều cho nó ăn được. Trời ơi, mới có 48 bông. Chị Bánh Na, cho chó chặt nó dưới. Ôi, cho chó ăn rồi nè. Ôi, chó chị đâu rồi? Kẹ nó đi cái chân chị á. Nè, ăn đi. Trời ơi, mày ủa sao chị Bánh Na ơi? Thả nó xuống thì nó còn chắc cương cương, nhưng mà cầm nó lên thì nó đâu còn chắc nữa đâu. Cầm lên thì nó trụi lũi vậy đó. Sao kỳ vậy? Chị cũng không biết nữa. Để em bắt, chết đi cho tôi.
phải không? Thò xuống, thò xuống vô. Ôi trời ơi, chết đi, chết đi. Dùng mì đáng ghét này, dốc qua đây để đánh. Đó, chết rồi nè. Nán rồi. Dạ vô người đó, 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 thủ nó té được rồi, nó chết được còn không em gì. Nó khổ xích cho họ đó. Thầy, thầy. Thầy, 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 sao nó cũng thịt thối rửa vậy ta, ăn cho coi có cứu hết bệnh không? Tự thịt thối rửa không hết bệnh cái gì? Bella ơi, ui cho con chó nó ăn nhiều quá giờ nó khè lửa nó vô cực luôn nè, nó không bao giờ hết. Trời đã quá. Ôi bún 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 nó trời. Trời ơi nè, đẹp thiệt luôn á. Trời ơi cho nó ăn 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 bông nhiều quá giờ nó người nó còn lửa còn chưa ta. Mày nhớ hình như là ông hốt chi chó cái mèo gì đó phải không? Ừ đúng rồi. Trời ơi bây giờ mèo không còn nữa hả, ngại ngùng gì hết. Rồi ngày mai đi. Trời trời chết chi. Ủa không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng nhiều. Nó không có ảnh hưởng nhiều đâu. Nó tắt. Nó tắt. Nó tắt lửa và đốt cây nó cũng đâu có cháy đâu. Đốt cây nữa thôi. Mình đừng có đốt cây nữa mày ơi. Anh thử đốt tới bao giờ nó cháy. Không bao giờ cháy nổi đâu. Ok, và nếu như các bạn thích cái con chó phun lửa này của chị Panda thì để chị Panda một like nha. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Bye bye.